Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 4.5 nhé anh em. Rồi, vậy là mùa 4 của chúng ta cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Và trong mùa 4 này thì anh em sẽ yêu thích nhất là cái hệ nào? Đây, mình thì yêu thích nhất hệ thần tài, cho nên là trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thần tài để xem là thần tài nó đột biến như thế nào nhá. Rồi, ba thần tài khá là sớm khi mà chúng ta đã bắt được Tam Ken tinh anh thần tài luôn 2.2, và lại có thêm Anie với cả con Maokai này nữa thì có thêm một chút đấu sĩ. Ok ok, liêm chết cho tôi thằng Fiora đây. Anh Tam Ken. Phew. Vãi lìn chặn đó. Anie. Khe đơm nào. Hay luôn. Uầy. Khe suýt nữa thì thắng Yasuo luôn này. Khá lợi hại. Thật tài thì anh em thích đánh chuỗi thắng hay là chuỗi thua đây? Mình thích đánh chuỗi thua thôi. Đây, bán Kalista đi với cả Maokai đi là chúng ta sẽ có được 20 tiền. Cũng như là đội hình gọi là chỉ có hai tường như này thì bao con mẹ là thua rồi. Thua là cái chắc. Chẳng lẽ đội hình con nào còn yếu hơn cả tôi nữa thì chắc là phải xem lại. Đúng rồi anh em. Đấy, chứ đội hình của mình nghĩ là bây giờ đó là tôi là độc nhất. Ai đây? Ui, người anh em Kama chơi hộ pháp kết hợp với song đầu à. Còn Yasuo tinh anh như này thì mình nghĩ là chơi một cái đội hình xoay quanh Yasuo cũng được. Và với những lựa trang bị của này thì mình nghĩ là chúng ta có thể lắp cùng cung cho Kalista này. Rồi chơi Kalista cũng ổn nha. Còn quay trở lại với lượng trang bị của mình thì theo anh em là chúng ta nên chơi đồ gì đây? Một cung đao hay là một kiếm súng hashtag? Oh wow. Có con Kalista, con Dyrus khá thơm này. Ủa, chắc là mình sẽ lấy con Zumi này đi. À, ông kia ông đơm luôn con Dyrus của mình ạ. Nhưng tôi không sao. Zumi này thì mình nghĩ nó là một con 3 tiền kết hợp với một con nước mắt như này thì lấy ổn áp. Cần nước mắt thì chúng ta sẽ chơi được nhiều đội hình nữa. Và nhân tiện đây thì anh em nào mà có thỉnh cầu gì, anh em nào muốn mình xây dựng về đội hình gì thì hãy nhớ comment để mình có thể chơi cái vị tướng đấy cũng như là đội hình đấy cho nhiều anh em biết hơn nữa nhá. Và đừng quên kéo xuống ấn like và đăng ký kênh cũng như là ấn thêm quả chuông. Mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Và anh em rất là nhiều. Vậy là anh em nào đã đọc qua về mùa 5 hay chưa? Nhưng mà nếu anh em nào mà muốn tham khảo về mùa 5 thì có thể vào kênh của mình và xem một số video về mùa 5 nhá. Rồi, mình nghĩ chúng ta vẫn nên chấp. Tại vì đánh chuỗi thua cho nên là cho càng ít tướng càng tốt để có thể chắc chắn là chuỗi thua ấy. Tại kiểu như hôm nay mình đội hình của mình khéo đã lác ăn được này, hôm nay chắc chơi cùng giáo. Tam Ken chắc là cũng câu kéo thêm một chút. Nhưng mà hôm nay có con Lulu 2. Ăn được không? Hay quá. Mong là Anie sẽ khe cho mình chết được hai con nữa. Không được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thua con Lulu với cả Fiora. Hơi tiếc một chút khi mà không tiêu diệt nốt được con Fiora, có thể đỡ được một chút máu. Nhưng không sao cả, chúng ta đã có được 3 trận thua liên tục. Ok, 2 và 4 nhưng mà chơi có 3 người thôi. 3 trận thua liên tục. Mình sẽ không bắt bất cứ một vị tướng nào nha anh em nhá. Chơi để cho nó chắc chắn một chút. Đỡ may gặp ông nào yếu quá thì thôi. Coi như là mất chuỗi thua là hỏng hết cả bánh kẹo luôn rồi đấy. Thì xem là gặp ai đây. Ôi trời ơi, ông này chơi khá là nhiều những ý tưởng 2 sao. Brain 2, Yasuo 2. Yasuo tiếng Anh cũng biết chơi tính chơi cái gì đây. Khả năng cao là chơi pháp sư đấy. Đồ này hai ông nào cũng có hai nước mắt hết à. À khoản này đi hơi đau rồi anh em này. Mấy chắc mất tầm 8 máu à. Ủa xổi với 10 máu lận. Hơi đau. Ok. Úp cấp cái nhẹ nhá.
Round này thì chúng ta không thể nào mà thua được nhá. Nếu mà chấp round này mà thua nữa thì hơi quá, chấp hơi quá. Chấp cả bãi người đá thì đúng là chấp sâu thật luôn. Mình nghĩ là chúng ta không nên chấp, tại vì như thế thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt về lượng trang bị, cho nên là bắt buộc phải ăn bãi người đá. Cái cảnh bãi người đá này đâu có tính stack của thần tài đâu. Nào nào nào, ra đồ gì đây? Một chút hàng xịn thế nào. Một cái giáp ổn này. Năm nay chúng ta có thể lắp một cái giáp thiên thần. Còn gì nữa? Phew, một cái nước mắt. Vậy là úng con mẹ nước mắt rồi. Nước mắt này cho mình chắc để khóc nhè đây. Một con Vega Patulu. Cho ba pháp sư vào không ta? Darius này. Đấy chà chà. Mình sẽ cho con Darius này vào, lắp cho nó một cái giáp thiên thần nhá. Mấy con này chắc là chưa chơi được, bán tạm đi. Rồi. Ma sợ thằng Darius này nó băm khét quá anh em ạ, tại vì Darius nó sát thương khá là khủng. Với khi mà nó kết liễu được một ai đấy thì nó sẽ liên tục băm. Điều này dẫn đến nó sẽ có khả năng giúp chúng ta thắng được. Ai à, người em chơi pháp sư đây rồi. Mau cài. Trời khá là đồng. Cố lên nào. Ui, tôi giết được 1-2 thằng thôi là ngon rồi. Và ai không giết được cho mình cái thằng thanh niên kia vậy? Trời ơi, không giết được thằng Natsu với cả thằng Mau cài. Cái gì đây? Ui, chửi bậy này. Hư nhá, hư nhá. Mày dám kêu mình là tụi lòn. Được. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Đợi đấy. Bây giờ mới vòng 3 thôi. 30 thì vẫn chưa phải là Tết. Để xem chút nữa mình sẽ nộp hũ. Và mình sẽ đấm vào mặt cái ông kêu mình tuổi lòn. Mày chơi cái gì đây? Ui, Nico kết hợp với thần tài. Khả năng là nổ hũ non rồi. Nhưng mà mong sao Nico này nó mạnh mạnh tí đó bạn ơi. Mạnh lên nào, tôi chưa muốn nổ hũ đâu. Nico găng bổ thạch các kiểu, chơi mạnh lên. Hay quá. Thua như này thua đúng ngon luôn anh em này. Thua như này mà mình thua 5-6 trận nữa như này cũng được. Này chắc mình mất tập mà 6 máu. 6-24. Hai con với cả vòng 3 nữa là chúng ta mất 2 máu nữa là 6 máu. Rồi, 6 trận thua liên tục của nhà. Trận này thì mình sẽ fix sâu chút nữa để xem những cái cột bốc quà sẽ ra những cái gì. Tại vì những cái cột mốc nó có to to một chút thì quà nó mới xịn được. Thần tài hôm nay khả năng chơi được chơi Nico này. Pháp sư Aurion Son. Được đấy. Hôm nay cũng thần tài luôn. Mà anh em cạnh tranh mặt hàng thần tài này. Cứ nghiện rồi. Cậu này thì chơi Kalista rồi. Mình giữ top 1 100 máu đến từ vị trí của Kama 28. Úi dồi ôi. Có ăn được không đây? Hay quá. Đâm được 1-2 thằng là ngon rồi anh em ơi. Phòng chết thằng Ngộ Không. Không được. Vậy là toi mất 12 máu của mình. Đau thế. Để xem video chợ này có gì hay không. Có thìa vàng. Chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Đừng mà. FPT. Úi dồi ôi. Chúng ta đã bị FPT lấy đi mất cái thìa vàng quý giá ở phiên chợ vòng 3.4 này rồi. À mày chạy nhanh hơn mình à. Ma à. Hỏng hết các bánh kẹo rồi. À nếu có thìa vàng thì chúng ta sẽ có một cái pháp sư nhân tạo hoặc là một long tộc nhân tạo rồi. Hơi đen. Cay nhờ. Tam Ken 2. Long đen này này. Phiu. Long đen này chúng ta có một cái free roll. Một cái giáp nữa. Sejuani với cả Katarina luôn. Ui. Được luôn. 6 thần tài thằng tiến. Giờ thì nổ hũ khi nào cũng ngon. Kiếm súng hay stack.
Theo anh em là cái trang bị của con Direct này chúng ta dồn cho con nào là mạnh nhất? Mình thì nếu như anh em chơi 4 vàng thì con Aurion Son là mạnh nhất. Còn con chơi 5 tiền thì mình nghĩ là khả năng là Zon hoặc là Lesin với những lựa trang bị như này. Còn theo anh em thì sao? Hãy comment cho mình biết nhé. Hôm nay thì chơi song đấu kết hợp với khách sáng này, bảo béo TV 14563. Ôi rồi, lại pha này cũng đi hơi sâu luôn. 8 trận thua rồi nha, 12 máu của mình này. Đau đấy, hơi đau đầu. 32, ok ok. Chuẩn bị lên cấp 8 comeback thôi nào. Trò này vào thì mình nghĩ đội hình Titan sẽ mạnh hơn một chút thôi. Hai đấu sĩ mà hai con Tamken 2 thì có vẻ như là hơi trâu quá nhỉ. Chắc là có nên bỏ ra hay là giữ lại bây giờ đây. Phew, ai đây? Ui, anh em chơi pháp sư à. Má pháp sư này rồng khè cũng kinh này. Ui, má Glulu nó búp như này thì mẹ Darius của mình bổ như không rồi. Thế lại một lần nữa thua đậm rồi. Mất 13 máu. Đau đấy. Cứ mỗi round mất 13, 12, 13 máu này thì cực kỳ thối luôn anh em ạ. Chúng ta cũng chỉ còn có 19 máu mà thôi. Bây giờ thì mình nghĩ chúng ta cần phải comeback một cách thật là nhanh. Chứ không là cút luôn này. Vũ 9 ở đây này. Khổ thật. Lulu này đây để pick để dành. Thần tài, pháp sư. Xong đấu. Mày cũng chưa xong đấu luôn. Mà xong đấu Kalista đầu kia thì thôi chứ. Nó găm ráo cho thì khóc thét. Xem nào, đồ gì đây. Ôi. Ok, những trang bị tạm ổn. Chúng ta có thể lắp thêm một cái giáp thiên thần nữa này. Cái le Ron thôi nào. Seju Brain Seju 2 Kata Trindam. Rồng đây rồi. Mình sẽ cho con này vào. Olaf Jamber Annie. Cho con rồng này vào đây thì chúng ta sẽ có được 3 pháp sư. Lắp một cái giáp thiên thần này thì Zilan không biết là chơi được bán luôn đi nhá. Bắt Darius đây chút nữa có gì đổi đồ. Swim pháp sư đi từ vị trí của SKT rồi. Ông này như vũ lực thì vàng chơi luôn. Thua. Thôi thua hay thắng. Vẫn thua rồi. Lulu đồ búp nữa thì mà Swim pháp sư đúng bên thái thật. Nhưng pha này thì thua không đậm lắm. Ôi giời ơi, thua một con. 4 máu. Đau thế, à 6 máu luôn. Mẹ. Seju. Đến lúc chúng ta phải thay đổi trang bị rồi. À, toang thật rồi, bu em ạ. Thì chúng ta sẽ có được 3 long tộc. Ok ok, kiếm súng chắc là cho nó luôn. Còn cái này thì chắc là mình sẽ lắp một cái chén sức mạnh nha anh em nhé. Giáp thiên thần. Giáp thiên thần cho Darius đi, để cho nó băm. Ai đi chơi thần rừng à. Đồ của con Natsut kia thì chắc là chơi tí để cho xây ra đây mà. Hôm nay 8 kêu là mình tuổi lòn. Ok ok ok. Cũng chơi Dragon luôn. Mà Dragon fake thôi bạn ơi. Trêu lại mới được. Mà cũng là ông này. Bây giờ mình sẽ được nổ hũ. Xem là hũ 10 trận sẽ ra cho chúng ta những cái trang bị gì nhá. Trêu lại liền nhá anh em. Ông này chơi võ mồm à. Tôi sẽ chơi bằng thực lực. Đây 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 đây. Ui, một giáp thiên nhiên. Ui dồi ôi, hai giáp thiên nhiên luôn. Được của nó chưa? Rồi thôi,
nhanh cho này vào David Samira ngay cho con này, hai chén sức mạnh ngay cho Ani luôn. Rồi ui dồi ôi, lại gặp Kalista này, ma mệt thế nhở. Nhìn đội hình của mày hơi mệt thật đấy, nhưng mà mình tin chắc là đồng của chúng ta bây giờ nó khe khét rồi đấy, mình ăn được. Kích bại người anh em Karma đang đứng vị trí top đầu vẫn chưa ai đánh bại được. Mình chỉ là người đầu tiên đánh bại đấy. Có kỳ tích, có kỳ tích. Để xem nào, có hàng gì hot hay không đây. Không có thì à, ma cái round mà đi chợ mà bị ông kia lấy thia thì mới nhỏ chứ. Và chắc là mình sẽ lấy một con on này luôn đi. Ok, on này thì về lắp lúc đồ cũng như là thay vào vị trí của tầm Ken, chúng ta sẽ có được hai tiên phòng. Hiện tại thì vẫn dư con Savannah, cứ tìm con gì cho vào mới được. Long tộc song đấu, rất là nhiều anh em chơi rồng luôn, khả năng trận này không lên được rồng 3 rồi. Phiu, wow, lại một thia vàng ạ. Ok gì nữa đây. Úi dồi ôi, một cái free roll Nico Seju này. Ui, ai hai con Seju 2 rồi ạ, chơi tôi à. Free roll luôn ta, free roll khả năng cao sẽ lên được con Seju 3 rồi đó, rất là kinh luôn. À, đồ này lắp cái gì đây, hào choàng thủy ngân chưa biết cho ai. Khé đi nào, khé đi nào, để chơi vứt rồng ra xua lần này hơi chắc bắp quá, hơi chắc bắp. Phiu, ok, nổi đồ cũ là ngon rồi anh em ạ. Tiếp tục nào, ui nhiều đồ quá rồi, hình như là có cái gì ở trong rồi đấy. Tiền, ui cái này to thì vậy, to to thì xem nó cái gì. Ba cái tim băng, vãi lìn, nổ vũ phát ra ba tim băng luôn. Một chấm, vãi phát ra ba tim băng này, vũ mới à anh em. Đùa chứ, ba tim băng này không biết làm gì bây giờ, khổ thế không biết. Thì ra su ba Kalista các kiểu còn đạt điểm, nhưng mà ba tim băng này đúng là sinh ra để có thể khắc chế mấy ông chơi sóng đó luôn. Ba game này mà ép mình phải chơi làm chậm như vậy. Rồi khả năng trận này mình sẽ chơi Seju 3 sao anh em nhá. Ui rồi lại thêm một Seju, lắp đồ tạm thời đây đi, đi đây. Ôi rồi ôi, lại một tia vàng thì đương nhiên rồi, ba cái giáp thiên nhiên này vào 8 nhưng mà có tận đến 11 người mà. hỏng thật rồi, mà lại còn có ba tim băng cho Seju thế này nữa đi em bạn, không biết đường nào một lần. Mà chút nữa mình lại lên Seju 3 nữa cơ, Seju 3 thì mình nghĩ là khả năng chắc đóng con mẹ nó băng tem bạ luôn á. Vlap này, zone ra luôn đi. Vlap 2, lắp đại bác cho Vlap. Giờ thì không chơi 4, không chơi 5 tiền nữa đâu, để chơi full được cấp độ 8 nha anh em nhé. Chơi 5 tiền bây giờ, chơi level 9 bây giờ chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều thời gian. Level 8 thì mình nghĩ chơi 3 sao thì sẽ mạnh, với cả sắp lên 3 sao rồi, hai con Seju nữa thôi, rôn cố nè. À, ông đồng pha ke đây này, đồng pha ke. Mày này, ui lại một lần nữa thắng con mẹ đậm luôn. Rồng bây giờ mới rồng một sao, game lừa dã man.
Tôn cố tìm Sezuba nhé anh em nhé. Còn cái Florido thì mình sẽ thử xem là, ai một cái Nico này, ba cái Nico rồi. Gì đây? Ui sổi ngôi lưỡng cực. Này chắc cho Olaf sang bờ. Nào Seju đâu? Bùm. Éo thật Seju ạ. Lừa rồi. Vãi. Đen rồi. Cũng là Seju mà nhỏ. Cũng không ra thằng thăm cây nào luôn. Dội dã man. Ui ông này cũng thần tài này. Thần tài cấp 5 tiền à. Nhưng mà chắc là chưa lên nổi cấp độ 9 thì chắc là vậy sẽ phải tạm dừng cuộc chơi tại đây rồi. Cái lè 2 các kiểu. Đi thôi bạn ơi. Vương vấn gì nữa. Đi. Rồi xem nào. Rồng 2 chiến. Một cái gậy. Nào on 2 luôn. Gì nữa ra nốt nào. Ra gì nữa rồi. Lửa thế nhở. Hai anh Seju nữa thôi. 20% ra được nhưng bị tướng 4 tiền. Mình sẽ roll cố cố tí đi. Biết cố quá thành quá cố hay không đây. À người em chơi đồng phá ke này. Vega 3 sao. Rất là nhiều bồ xanh. Ui dồi ôi. Thăng hoa. Trong này thăng hoa luôn đi. Ok ok. Win win. Ui sổi ông này suýt đã đi luôn. Xem nó có gì không nào. Có long tộc nhân tạo anh em ơi. Tuyệt vời. Xin luôn cái long tộc nhân tạo. Đấy. Rồi cứ chuyển thôi. Tìm Seju thẳng tiến. À, nhưng mà mình không muốn tốn Nico cho nó nhiều quá ấy. Tại mình muốn chơi thật là nhiều Seju cùng một trận đấu xem sao. Rồng này. Lại lên xin. Tôi cần Nico thôi. Xây ra Azir. Seju một con nữa nào nhanh à. Nhanh nào anh gì ơi. Em đỡ tốn một cái Nico. Rồng. Không ra. Này cho này. Dư long tộc. Oh man. Hôm nào đây. Ra sớm để em đỡ tốn Nico là anh Seju ơi. Ui giời ơi. Bây giờ đội hình của chúng ta bây giờ quá mạnh rồi. Quá nhiều trang bị mà. Anh em thấy full hết trang bị luôn. Tại vì mình có bao tay động tạc nữa. Cho nên rất là nhiều những trang bị ngon. Gì đây. Nước mắt luôn. Seju. Ui, bàn tay hỏa tiễn. Con nào đây. Từ từ đi. Seju. Đáo ra rồi. Ô lắp răng bơ. Đây rồi. Seju 3 sao nhá anh em nhá. Cũng may là chúng ta không phải tốn một cái Nico nào. Uầy, như là người anh em Kama này xanh từ đầu game cho nên đã xoay bài sang đội hình 5 vàng rồi. Ghê quá. Biết chơi điện tử đấy. Mà đội hình mẹ bị full team bang của mình như này. Ui tí thua. Xét 5 tiền đúng là biến thái thật. Ui lại được thêm 3 đồ nữa. Ui, một trận đấu cực kỳ nhiều trang bị. Anh em xem này. Quá nhiều đồ luôn. Xem, ui không ra nữa rồi. Chỉ ra tăm ken này. Vẫn còn tầm khoảng 3 con trùng cửa hàng. Một vị tướng 4 vàng như có 12 con thì phải. Bây giờ mình đang có 3 cái Nico. Chúng ta có thể chơi thêm một con Seju đi 2 sao nữa. Thế anh em là chúng ta có nên chơi hay không? Chơi liều nhá. Chơi cho vui đi. Đây. Pew. 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 Rồi xong. Gì đây. Ôi giời ơi.
đồ thế giới cho nó luôn. Đồ full AP nha anh em nhá. Rồi thì xem như này thế nào. Rồi lên được con gì nữa không? Khó đấy. Diệt khổng lồ. Này thì cho nốt Darius nhá. Từ từ. Đội hình mạnh nhiều đồ quá, nhìn loạn hết cả mắt anh em ạ. Rồi xong. 6 thần tài chơi Odin đến chết luôn. Cho tôi xin 3 cái tin băng nữa nào. Bao ngày sắp lên được set 3 sao rồi. Còn tận đến 61 máu, còn 2 con set nữa thôi. Khá là nguy hiểm. Gì đây? Samira. Ui tầm khen bà. Đại bác hải tặc. Tầm khen đồ này. Đồ này anh em chơi tầm khen đồ này mới thắng được nha. Anh em thấy tầm khen đồ mình không? Chơi tầm khen đồ này thì 100% thắng. Seju mình trận này là mình có 12 con. Thấy lợi hại chưa? Quá điển trai. Của những anh em thần tài đây rồi. Mà sợ ông này lên set 3 thôi. Set 3 đúng là hơi mệt thật. Ok. Chúng ta đang có được mình sẽ cố gắng roll tìm cho anh em xem là con rồng 3 em có nữa hay không. Mà ông này sợ ông này lên set 3 bế phát tan nát đội hình tên mình luôn á. 11 trận thắng liên tục rồi. Có gì nữa? Một cái Nico nữa. Tuyệt vời. Rồng luôn này. Xì quên. Giờ là chúng ta đang có được. Đó chính là 10 tướng phu đồ. Nghe thấy con nào cũng có đồ đúng không? 10 tướng phu đồ rồi. Còn một trang bị cuối cùng của Olaf nữa thì mình đi chợ sắp tới mình sẽ lấy là. Chúng ta đã có đủ 11 tướng phu đồ. Hầu hết tất cả vị tướng trên bàn cờ chúng ta là có đồ hết. 3 đồ hết. Bao tay đạo tặc mà. Ui rồi. Có set có nên bắt của này không đây? À, bắt thì chúng ta chơi chiến thắng một cách 100% ấy. Ok. Thôi, bắt luôn đi. Thì xem nó có gì hot hay không. Có thêm một găng bảo thạch. Ok. Tim băng à, ông phải chờ lấy tim băng của tôi ạ. À, giờ thì mình lấy cái găng bảo thạch thôi. Còn gì nữa đâu. Lại thêm một rồng. Cái gì nữa đây? Lại một Nico nữa. Ôi giời ơi. Thôi xin luôn con rồng 3 sao nhé anh em nhá. Vội lắm rồi. Mình cũng chỉ còn có 10 máu, 14 máu rồi. Giờ không lên chắc là trận sau lên mất. À nếu như mình sử dụng Nico hết cho Seju thì chúng ta sẽ có thêm một con hai con Seju nữa. Nhưng mà như thế thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Trang bị này chúng ta không thể đổi được. Rồi ok. Seju 3, rồng 3. Thêm một con Seju 2. Anh em đã từng thấy một cái đội hình bá đạo như này chưa? Seju đồ 3 tinh băng nha. Tầm khen lại đồ, đồ này anh em chơi dễ dàng top 1 được. Ok GG. Thôi tiếc chừng anh em không thể nào mà lên được set đại K3. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em. See you.